Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Pháp Vũ Vlog nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là 5 giờ sáng tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn cả nhà. Đây là khung cảnh 5 giờ sáng tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngày thứ 100. Hôm nay em tới sớm để em quay cho cả nhà mình xem nha. Khung cảnh 5 giờ sáng tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngày thứ 100 luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xem nhớ ủng hộ nha. Khung cảnh ngày thứ 100 sáng sớm luôn thì có những gì em quay cho cô chú anh chị xem. Thì nãy là nghe là sáng tối hôm qua có đàn hươu đến để phá hoa cả nhà, mới dọn dẹp xong luôn cô chú anh chị. Cậu đừng nó mẹ. Sao hôm 7 giờ nhắn tin không gọi, bốn cuộc đã lời nhắn tin có lời 15 hết. Anh là đó. Người ngủ cả nhà. 7 giờ mà ngủ hả? À. 7 giờ mà ngủ tranh thủ. Anh ngủ 7 giờ nè. Anh nói có vấn đề cũng hẹo quay như thế nào. Để đến đặt người ta công ty luôn. Chú anh chị. Nhắn tin để đặt đó. Em đi có mặt em đó, em đọc luôn ha. Cảnh hoa thì bị hươu ăn rất là nhiều cả nhà. Mọi người vừa mới dọn xong luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị hoa nè. Nói chung là cái đoạn này tiếp trong bên trong cánh nhà hội trường thì hôm nay với rất là nhiều thành viên có thể là trên 10 thành viên của hội trường hoa nè. Nãy hôm qua anh nói cái đó cái đi làm đó rồi. Hoa cắn cả nhà đó. Cắn rồi. Em kêu nghỉ hả? Bữa nay em kêu ở nhà đó. Nghỉ ngày là bỏ trong ba lô nè. Tên là gì vậy? Dễ hỏi. Này nó cắn hoa tơi bời luôn cả nhà. Sáng sớm là thấy ở bàn có cúng bánh tiêu, bánh bao là cả nhà đó tại bàn thờ luôn. Đó. Chú anh chị. Đó. Bánh tiêu, bánh bao là của chú anh chị. Của chú anh chị. Mở đèn cho nó sáng để quay cho nó thấy rõ nha của chú anh chị. Là mới có 5 giờ khung cảnh phía trước hồi hôm qua là tính nói chỗ này đông nghẹt luôn nha cô chú anh chị. Đó, ngày hôm qua thì bà con đến đông nghẹt luôn thì hôm nay là lễ 100 ngày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn cả nhà. Thì em nghĩ dự là hôm nay là sẽ rất là đông luôn, bà con cô bác từ miền Tây đi xe 50 chỗ lên nha cô chú anh chị. Chắc cũng khoảng là cả ngàn người lên đó cô chú anh chị ơi. Hôm qua thì chỗ này đông nghẹt luôn cô chú anh chị. Đó. Quá đông rồi cô chú anh chị. Thì nay nó ăn phát hoa thì dọn dẹp xong rồi cô chú anh chị. Đây hoa đó nha, hoa sau khi đã được tỉa và cắm vô lại bình rồi cô chú anh chị. Đó cả nhà. Thì hôm qua là bà con đến quá đông nên chen lớn nhau. Không có lối đi luôn cô chú anh chị ơi. Chỗ cô chú anh chị hôm qua thấy cái chỗ này đông nghẹt cười luôn. Thì chen chúc nhau đi thì khán giả họ đi làm bể tấm hình bên phía mộ của Thanh Kim Huệ như cả nhà. Hôm qua là lúc mà khắc chữ khán giả chen nhau làm bể một tấm hình của bên phía của Thanh Kim Huệ luôn. Rất là làm tiếc cả nhà. Thì rất là tiếc luôn, mà ảnh hưởng tới cô, rất là tiếc về điều này. Hôm
số lượng người đổ về quá đông luôn. Thì không biết là sau 100 ngày thì như thế nào nữa, hạt này sẽ được dỡ đi hay không thì cô chú cứ đón xem nha. Theo dự đoán của em là sau 100 ngày sẽ có nhiều biến động tại đây, là không biết là sẽ còn những vật này chỗ này không hay là sao. Hôm qua là này, để bình đá này ra hoa trà đào để phục vụ cho bà con cô bác cô chú anh chị, chén bát cũng như là bình đá để nước này cả nhà, nước để phục vụ cho bà con đi từ nơi xa đến. Thì hôm qua là em thấy là có cả nhà thuê rạp 10 tháng 6 2023 đến ngày 30 tháng 6 2023 thôi chú anh chị. Thì không biết là có phải là cái rạp này để được 1 tháng không cô chú anh chị ha. Đó là vẫn còn là một cái dấu chấm hỏi nha, không biết được là sẽ như thế nào. Thôi thì tới đâu hay tới đó cô chú anh chị. Ta bàn đã để ở đây cô chú anh chị, bàn đã để ở đây rồi, sẽ bày ra 10 cái bàn nha cô chú anh chị, 10 cái bàn để đãi bà con cô bác luôn cô chú anh chị ơi. Phong cảnh sáng sớm này cả nhà. Có chuyện, có điều gì mới khi mà 100 ngày không cô chú anh chị thì sẽ có đại đặc biệt nha, đó là sẽ cúng một con heo quay. Anh em YouTube là hùng tiền nhau sẽ cúng một con heo quay nha cả nhà. Để hoa rất là nhiều nha. Phía bên ngoài này đây thì sáng tí nữa sáng là sẽ chật kín luôn cô chú chị, chỗ này nè hôm qua là chật kín luôn, xe máy ta nói xếp hàng dài chật hết chỗ luôn cô chú anh chị. Nhà ghế không có chỗ ngồi luôn. Đây hôm qua đây, đây là những gì dư âm ngày hôm qua nè cô chú anh chị. Đó, dư âm ngày hôm qua khán giả đến quá đông luôn, số lượng người đến đây rất là nhiều nha. Dư âm đó cả nhà. Khung cảnh này đây thì không biết là sau 100 ngày sẽ như thế nào. Mong rằng là sau 100 ngày thì vẫn có bà con cô bác đến để viếng thăm, dù là như thế nào đi nữa, dù là còn rạp hay không còn rạp nha cô chú chị, dù là còn rạp này hay là không còn rạp thì vẫn mong là bà con cô bác nơi xa cũng như nơi gần đều mỗi ngày đến viếng và thắp nhang cho cậu luôn cô chú anh chị ơi. Rất là buồn nếu như mà khi mà rạp dỡ đi rồi số lượng người giảm xuống, số lượng người viếng thăm không còn thì rất là buồn nha cô chú anh chị. Đây cái rạp này đây đó. Cái rạp này em nghĩ là sẽ dỡ đi nè, nó chỉ thôi cho thuê cái rạp này thôi cô chú anh chị, nãy dán cái đó là cho thuê cái rạp nhỏ đó trong vòng 1 tháng thì không biết như thế nào. Đây là phía bên ngoài nha cả nhà, vắng tai uống lạnh, không có một chiếc xe nha. Này xe của bạn TikToker rồi cả nhà. Đó. Đây là khung cảnh 5 giờ sáng này cả nhà. Nay em tới sớm nha, nay em tới sớm quay cho cô chú anh chị xem khung cảnh 5 giờ sáng tại mộ của nghệ sĩ Tu Linh có những gì. Ngày thứ 100 rồi đó cô chú anh chị. Mình quay tới quay lui là đã được 100 ngày, là 3 tháng 10 ngày rồi cô chú anh chị. Thì có những gì đây? Số lượng người đổ về không biết là cỡ nào nữa cô chú anh chị, hôm qua là quá đông luôn. Tôi nói cái rạp không còn chỗ đứng đâu cô chú anh chị. Chen chúc nhau khi mà chị Hồng Lan xuống thôi ơi như là vỡ trận. Rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nào là người chen chúc nhau để trực chụp hình với chị Hồng Lan, cũng như là có hiện tượng là những người trục lợi ha, phải nói là trục lợi cô chú anh chị. Trục lợi giả thần giả quỷ giả ma và không nhập gì đó, nhìn nó rất là tập nham luôn cô chú anh chị, nó ảnh hưởng tới cái chỗ gọi là thờ cúng của cậu Năm luôn cô chú anh chị. Tới là làm khùng làm điên đó, phải nói là làm khùng làm điên đó cô chú anh chị. Nào là vong nhập ở đâu ra
mình tính là để hai cái hàng từ bên đó tới bên đây là hai hàng hình thẳng ra ngoài luôn quý chúng chị. Khi mà bà con khán giả mà bước vô thì sẽ đi trong một cái hàng này. Thôi chú anh chị, thì khung cảnh buổi sáng sớm em quay cho cô chú anh chị xem. Thì em cũng hạn chế đi sớm lắm cô chú anh chị, tại vì từ Sài Gòn mà đi đến đến từ Sài Gòn mà đi để được đi xuống Bình Dương này lại mất 2 tiếng đồng hồ cô chú anh chị. 4 giờ sáng đi thì 6 giờ sáng mới tới. Hôm nay đặc biệt là ngày thứ 100 của cậu. Thì nay em đi sớm nha cô chú anh chị. Đi sớm 5 giờ em đã có mặt tại đây rồi cô chú anh chị. Đó. Thì sau này chị đãi 10 bàn. Đó. Cô chú anh chị. Đây là phía hậu trường. Hậu trường cắm hoa. Thì đến đây Pháp Vũ Vlog cũng xin dừng clip. Mong là cô chú anh chị xem thấy hữu ích thì để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất nha cả nhà. Xíu nữa thì em sẽ up liên tục cho cô chú anh chị xem tình hình ngày thứ 100 của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Có gì hot, có gì mới, có gì gọi là có biến không cả nhà. Đó, cô chú anh chị dự là sẽ có rất nhiều vấn đề nha. Để không biết hôm nay gia đình cô Sáu, chị Hồng Phượng có xuống hay không thì mọi người nhớ theo dõi nha. Còn Hồng Loan thì hôm nay này chắc là buổi trưa, sau khi cúng trên nhà xong thì chị Hồng Loan mới xuống đây nha cả nhà. Rồi em đến đây thì em cũng dừng clip. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo nha.